Xin chào mọi người nha. Thật sự là chuẩn bị đi về rồi nhưng mà có khách đặt Chansino nên là lại dành thêm một chút thời gian để review cho các bạn về cái sản phẩm Chansino mình đang sử dụng. Thì cái Chansino này thì nó chuyên về trị nám tàn nhang, mà bây giờ cái nám tàn nhang thì xuất hiện rất là nhiều ạ. Và rất là nhiều người bị luôn. Nám với tàn nhang ấy thì nó cũng xuất hiện bởi rất là nhiều nguyên nhân. Mà trong đó sẽ có một số các nguyên nhân, ví dụ như là do chống nắng không tốt này. Cái tia UV nó sẽ tạo lên cái sắc tố da tối màu, rất là có hại cho da, và nó sẽ tạo lên những cái sắc tố da tối màu ở dưới da và dần dần hình thành lên cái những cái vết đốm nám tàn nhang. Thì ngoài ra cũng có những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là các bạn bị mất ngủ này, hay là da các bạn bị khô mà mình không bổ sung đủ cái lượng nước cho cơ thể này, hoặc là mình có thể là mất ngủ, hay là sức khỏe kém, hay là mình bị thiếu vitamin C, nó cũng sẽ, hoặc là da đến một cái độ tuổi nhất định nào đấy nó sẽ bị lão hóa, và nếu như mình không bổ sung đầy đủ thêm những cái vi chất nó chống lại cái sự lão hóa đó, và mình không quan tâm gì đến chăm sóc da ấy, thì nó cũng sẽ tạo lên những cái vết thâm đốm nám tàn nhang. Thì da mình trước đây ấy, nó rất là nhiều vết đốm nám tàn nhang, bây giờ đã khá đỡ rất là nhiều rồi ạ. Còn trước đây mình cũng bị nhiều lắm. Mình còn đi bắn tia ấy. Nhưng mà thật ra bắn tia thì các bạn muốn hết nhanh thì các bạn bắn tia cũng ok. Nó sẽ giúp cho những cái nám ở trên bề mặt này. Bắn tia thì nó chỉ có tác dụng chủ yếu đối với những cái vết đốm nám ở trên bề mặt da mà thôi. Còn nếu mà những cái vết ở bên dưới da ấy, thì nó khá là khó khăn. Nên là nếu mà bạn nào mà bị trên bề mặt nhiều mà các bạn muốn hết nhanh ấy, thì các bạn bắn cũng được. Tuy nhiên, mình xin chia sẻ là tuy nhiên nếu như các bạn bắn thì các bạn phải xác định là khi mà mình đã bắn rồi thì mình phải chăm sóc da thật là tốt. Có nghĩa là các bạn sẽ phải tìm những cái sản phẩm tốt để các bạn bổ sung vào cái phần mà mình đã xâm lấn. Cái đấy người ta gọi là xâm lấn da ấy. Thì sau khi mà các bạn xâm lấn da ấy, thì các bạn bắt buộc là phải bổ sung thêm những cái sản phẩm mà nó hỗ trợ cho các bạn làm lành những cái vết mà các bạn đã bắn bằng cái tia laser. Nó sẽ đốt cháy những cái vết đốm nám ở trên bề mặt da. Nhưng mà cái đấy sau khi dùng thì các bạn sẽ phải bổ sung rất là nhiều những sản phẩm để giữ được cái sau khi để giữ được cái làn da và cái tình trạng đấy sau khi các bạn xâm lấn da nhé. Vì trước đây mình đã từng bắn rồi nên là mình biết. Còn nếu như là các bạn giữ không tốt và các bạn không bổ sung được những cái chất đó thì là đương nhiên là cái nám và tàn nhang đấy nó lại quay trở lại, nó sẽ mọc lại như bình thường, và nó sẽ thậm chí nó sẽ mọc lên nhiều hơn ấy, nhiều hơn và đậm hơn. Thế nên các bạn chú ý nhé. Còn về tốt nhất hiện tại mà mình đánh giá là tốt nhất ở thời điểm hiện tại bây giờ chỉ có Chansino của Nhật thôi, là một trong những cái dòng sản phẩm mà mình đánh giá là tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi vì mình thì chuyên làm hàng Nhật và mình chuyên vận chuyển hoặc là người nhà mình ấy ở bên Nhật, nên là tất cả những cái sản phẩm mà mình đang bán tại shop thì đều là những cái sản phẩm mà do người nhà mình mua tại Nhật và chuyển về. Nó sẽ không qua bất cứ một kho hàng hay kho tổng nào hết như là một số bạn bán online trên mạng nhé. Do đó nên là tất cả những sản phẩm này nó rất là an toàn và đều là hàng chính hãng. Do đó nên là mình thích cái gì mình đều sử dụng cái đấy, mình đều sử dụng thử ấy, mình đều chuột bạch cho các bạn. Câu này đó là có thể nói vừa chuột bạch cho các bạn. Nên là những cái sản phẩm như collagen placenta này, hay là những cái nhau thai này, hay là rất là nhiều kem trị nám của Simi này, của H2 này, mình đều sử dụng hết rồi. Những cái đấy nhưng mà mình đánh giá cao nhất là Chansino nhá. Và bạn nào mà đã theo dõi Facebook của mình và hay là theo dõi cái trang cá nhân hay là trang YouTube của mình ấy, thì các bạn sẽ đều thấy rằng là chỉ những sản phẩm mà mình thật sự là tâm đắc thì mình mới làm review mà thôi. Có những sản phẩm mình không tâm đắc mà mình chưa sử dụng qua mình sẽ không làm review đâu ạ. Vì thế nên là các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái sản phẩm mà mình review cho các bạn nha. Đấy, coi như là cung cấp cho bạn một số cái kinh nghiệm thôi để các bạn dùng, mà mình đã dùng trước rồi. Bình tĩnh nhé.
Thì để giới thiệu cho mọi người về cái sản phẩm Chansino này thì có một cái thành phần rất là quan trọng ở trong cái hộp Chansino này. Đó là nó gọi là gì nhỉ? Chesamic. Chesamic. Thì đây cái thành phần Chesamic này nó là một trong những thành phần rất là quan trọng trong việc điều trị đốm nám tàn nhang, và trong tất cả các cái liệu trình hay tất cả những cái sản phẩm trị đốm nám tàn nhang ấy, nó sẽ đều có cái thành phần Chesamic đấy. Chỉ có điều là cái hàm lượng của nó bao nhiêu nhiều hay ít mà thôi. Và ngoài cái Chansino này ra, các bạn cũng có thể tham khảo dùng thêm một cái loại nữa, đó là Chesamin. Chesamin cũng là một cái loại sản phẩm trị đốm nám tàn nhang rất là hiệu quả nhé. Thì cái tác dụng của cái hộp Chansino 240 viên này, thì Chansino ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều sản phẩm. Nó có nước hoa hồng này, nó có kem chống nắng này, nó có phấn phủ này, nó có serum trị nám này, và có gì nữa nhỉ, sữa rửa mặt trị nám á. Nói chung là nó có nhiều sản phẩm, nó có cả kem đêm trị nám nữa đấy, kem ngày kem đêm trị nám nhé. Nhưng mà có cả CC này, có cả kem chống nắng Chansino luôn. Nhưng mà riêng cái hộp này là hộp viên uống trị nám Chansino 240 viên. Thì cái hộp này cái chức năng của nó chính là gì ạ? Cái chức năng chính của nó chủ yếu là trị nám đốm nám tàn nhang và làm sáng trắng da mà thôi. Thì mình đã uống hộp này là hộp thứ hai rồi. Hộp trước này, lấy cho bạn xem hộp trước luôn nhé, đợi xíu. Đấy nha, mình cho các bạn xem hộp trước mình uống hết rồi nhá, không các bạn lại bảo mình chém gió nhá. Đây là hộp trước mình đã uống hết rồi. Đây ạ. Đây là hộp trước nha. Thì cái Chansino này thì khi các bạn uống ấy thì các bạn sẽ uống một hộp hết một hộp, sau các bạn sẽ ngừng 2 tháng. Các bạn sẽ ngừng 2 tháng và sau 2 tháng các bạn tiếp tục uống tiếp vào hộp thứ hai. Thì hiện tại là bây giờ mình đang uống hộp thứ hai nha. Đây là hộp thứ nhất nha. Còn đây hiện tại mình đang uống hộp thứ hai, mình uống được mấy ngày rồi. Đấy, thì mình mở cho các bạn xem. Đây, mình đang uống hộp thứ hai đây nhá. Thì cái viên của nó bên trong nó sẽ như này. Và hàng nhà mình thì tất cả những cái mặt hàng mà mình đang sử dụng hoặc đang bán thì nhà mình đều có hóa đơn nhá. Đều có hóa đơn nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nha mọi người nha. Đó. Đấy, đều có hóa đơn mua tại Nhật nhá. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là cái loại này thì nó sẽ có cái tác dụng là gì? Tác dụng chủ yếu của nó là trị thâm đốm nám tàn nhang ở trên mặt, và nó sẽ làm sáng da cho bạn từ bên trong. Nó gần như là cái Chansino, à nó còn có một loại Chansino trắng da nữa, nhưng mà không, cái trắng da đấy nó chỉ làm trắng da thôi và nó cũng hỗ trợ làm giảm thâm đốm nám nhưng mà ít thôi. Nhưng còn cái hộp này thì nó mục đích chủ yếu của nó là làm để chữa nám cho mọi người ấy. Thì nó sẽ làm mờ dần những vết thâm đốm nám tàn nhang trên mặt của người, và thứ hai là nó sẽ làm trắng da. Và cái hộp này nó sẽ làm trắng da toàn thân luôn nha mọi người. Trắng da toàn thân và trắng từ bên trong rất là an toàn nhá. Không, mọi người không không bao giờ phải sợ. Tuy nhiên ấy, có một cái vấn đề là nếu mà bạn nào mà bị đang bị u nang ấy, thì hoặc là những cái u đúng lại là có dấu hiệu hay là mình đang nghi ngờ mình có u ấy, thì mình sẽ không nên sử dụng cái Chansino này, vì sao? Nó sẽ làm tăng tăng cái nội tiết tố lên của nữ lên ấy. Những cái đối với những cái u như thế thì nó sẽ không nên, mình sẽ không nên dùng, nó sẽ có thể là tăng tăng sinh tiết của cái u đấy lên. Đây là mình sẽ không nên dùng nhá. Thì bên trong này nó sẽ có, khi mọi người dùng này, trong này nó sẽ có 4 gói như thế này. Bóc ra nó sẽ có 4 gói như này nhá. Nó 4 gói như này. 4 gói như này. Và trong mỗi gói ấy, thì nó sẽ có, trong mỗi gói nó sẽ có các cái vỉ như này. Trong mỗi cái vỉ này bao nhiêu vỉ nhỉ? Một gói này là 60 viên ạ. Một gói 60 viên. Và cái cách uống thì các bạn sẽ uống cho mình một ngày 4 viên. Trong này sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng tiếng Nhật nhá mọi người nhá. Nhưng ngoài ra nó sẽ không có tiếng ngoại ngữ nào khác đâu. Thì một ngày mọi người uống cho mình 4 viên và chia làm 2 lần sau ăn nhá. Mọi người có thể uống sáng trưa hoặc cả sáng tối, tùy mọi người thôi ạ. Cái này nó rất là dễ uống ạ. Viên của nó sẽ có, nếu mà mọi người bóc ra và để ý kỹ một chút đấy. Vừa nãy mình uống mất rồi nên mình không bóc mọi người xem được. Nếu mà mọi người bóc ra thì sẽ để ý kỹ cái viên này này. Nó sẽ có màu hơi hồng hồng hồng. Phải nhìn thật kỹ nó mới ra màu hơi hồng là một xíu thôi nhá. Còn nếu mà bạn nào mà mua mà thấy viên nó màu tím tím là hàng fake nha. Bạn nào bóc ra mà thấy viên viên Chansino nó màu tím là hàng fake nha. Đấy là hàng Trung Quốc nha. Đấy. Thì hộp này hiện tại shop mình đang bán là giá 1.450.000. Bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với shop nhá. Cái này uống rất là hiệu quả luôn đấy.
thì shop mình luôn luôn có sẵn Chansino tại shop nhé. Thì bạn nào mà muốn có nhu cầu liên hệ để mua Chansino của shop thì các bạn có thể liên hệ trang Facebook Japan Mini Mart Sóc Sơn, hoặc là các bạn có thể tìm theo số điện thoại Zalo, hoặc là gọi điện cho shop số điện thoại 0896618838 nhé. 0896618838. Shop ở địa chỉ số 13 tổ 6 thị trấn Sóc Sơn nhé. Thì đấy, bên ngoài ngoại quan các bạn bên ngoài sẽ như này. Ngoại quan bên ngoài một hộp nó sẽ như này nhé. Hơi lóa nhỉ. Thì nó sẽ trên này nó sẽ ghi số viên và hướng dẫn sử dụng là một ngày hai lần chỗ này. 240 viên. Một hộp này mọi người sẽ uống được trong vòng 2 tháng nhé. Và sau khi mọi người uống xong một hộp như này, mọi người sẽ ngừng lại 2 tháng. Sau đó sau 2 tháng mọi người mới uống tiếp một hộp thứ hai nhé. Thì ở phía sau này nó sẽ có hạn sử dụng ở đây. Nó sẽ in hạn sử dụng ở đây. Và ở đây người ta sẽ ghi độ tuổi 15 tuổi trở xuống thì sẽ không uống được nhé. Còn 15 tuổi trở lên mọi người sẽ sử dụng một ngày 2 lần và một lần 2 viên. Người ta sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Nhật ở ngoài này hết rồi ạ. Đấy, mặt bên này sẽ ghi trang web của công ty này. Đấy, những cái hàng như này thì về thì cái seal của nó sẽ là seal dán trong như này nhé mọi người nhé. Seal của nó sẽ seal dán trong, và khi mọi người mở ra thì ở đây mọi người để ý nhé. Khi mọi người mở ra trong đây, ở đây nó sẽ có 4 ô vuông. Mọi người sẽ đếm 1, 2, 3, 4 ô vuông là hàng ok nhé. Và cái seal nó sẽ là seal dán trong chứ không phải seal dán tem ở ngoài đâu ạ. Mọi người mua mà gặp Chansino dán tem ở ngoài là hàng fake nhá, hàng nhái nhá. Và mọi người mua mà nó phải dán trong như này, và sau khi bóc ra bên trong nó chỉ là 4 ô như vậy. Nói chung mà ở trong mặt trong này nó sẽ có cái chữ, một số chữ tiếng Nhật ở chỗ này, ở nắp của hộp nữa. Đấy. Ngoại quan thì như thế nha mọi người, ngoại quan thì như thế nha. Và trong mỗi, đặc biệt là trong mỗi cái gói, này thì sẽ bóc luôn cho mọi người xem. Cái này, trong mỗi cái gói này, cái quy cách đóng của người ta sẽ là một gói này sẽ là 60 viên. Mình sẽ bóc luôn cho mọi người xem cái gói này. Bóc. Cái này đều bảo quản bằng giấy bạc nha mọi người. Bảo quản giấy bạc nhé. Thì bên trong ấy, nó đặc biệt ở cái là nó sẽ có một cái thanh như thế này. Cái thanh này sẽ vừa có tác dụng là hút ẩm nhá. Vừa có tác dụng hút ẩm và vừa giữ cho cái thanh này nó được ấy. Và nó sẽ có một cái seal nhỏ bằng ni lông, nó bó thành bó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 vỉ, và mỗi vỉ là 6 viên nhá mọi người nhá. Đấy, ngoại quan cho mọi người là như vậy nhá. Ngoại quan cho mọi người bóc Chansino ra nó sẽ như này nhá. Đấy. Ok. Hiện tại shop mình đang bán với giá là 1.450.000 một hộp. Bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho shop nha. Cái này à, mình rất là thích review, mình rất là thích dùng những sản phẩm mới và review cho mọi người nếu như nó có tác dụng tốt. Thì để nói cho mọi người về cái hộp đầu tiên mình uống ấy, thì mình uống chỉ cần sau khoảng 1 tháng uống thôi. Có một cái hộp này mình sẽ uống 2 tháng. Nhưng mà sau 1 tháng thôi thì da mình đã sáng lên rất là nhiều. Mà thật ra bản thân mình thì ngày nào mình cũng soi gương, mình sẽ nhận ra chậm hơn cái việc là mình đã nhận ra chậm hơn cái việc là da mình có sáng hơn hay không. Nhưng mà thật sự là cái đợt mà mình uống gói đầu tiên ấy, là không phải là mình nhận ra là mình sáng da ra đâu, mà khách là người nhận ra. Khách vào shop là hay ô bạn này dạo này nhìn trắng thế, dùng cái gì mà trắng thế. Nhưng mà thật ra lúc đấy mình mới nhận ra là đúng là da mình có sáng lên thật. Và cái những cái vết nám ấy, nếu bạn nào hợp ấy thì các bạn chỉ cần dùng một hộp thôi là đã thấy mờ đi rất là nhiều rồi. Còn bạn nào bình thường, có nghĩa mình không tính là nói là không hợp, nhưng mình thấy mình chỉ đáp ứng bình thường thôi ấy, thì những cái vết nám cũng sẽ mờ đi ngay trong hộp đầu tiên. Và khi mọi người dùng đến hộp thứ hai nó sẽ mờ đi rất là rõ ràng. Đấy. Thì đấy là cái chia sẻ về kinh nghiệm của mình khi dùng Chansino nhé. Nếu mà mọi người gặp khó khăn gì trong cái việc tư vấn về sản phẩm Chansino, hoặc là bất cứ sản phẩm gì tiếng Nhật mà mọi người được người nhà, người thân tặng hay là biếu ấy, hoặc là mọi người mua những cái sản phẩm tiếng Nhật lâu rồi nhưng mình không biết cách sử dụng như nào, thì mọi người có thể liên hệ với shop nhé. Mọi người có thể nhắn tin hoặc là mang ra shop, mình sẽ giúp mọi người đọc những cái hướng dẫn sử dụng đấy cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye.